4 tháng. Thành tích của mình ngày hôm nay từ 6 giờ mọi người chốt đơn rồi là bắt đầu cho đồ tháng đấy. Cho đầu tháng 10 à? Tháng 10 không? Hôm nay với 26 tháng 9. Đây, bắt đầu cho tháng 10. Tháng 9 hoặc là tháng 9 âm lịch. Hôm nay 1 đầu tháng 9 thôi. Rất là nhiều luôn. Mình vừa đi về đến đây, mỗi một túi là một cái toa riêng. Từ sáng giờ trộm vía là mình cũng đã chốt đơn liên tục với khách hàng. Cái này á, cái này nó là cái phần lót mà. Cái màu mà mình lên ghép ấy, rất là nhiều người thích đặt và rất là đẹp, chắc thì nó mịn. Hồng sen, hồng sen và xanh. Đây là các loại màu, màu đỏ hưu này, màu airline này, màu, đây là màu cổ úa nhá, cổ úa, màu rất là đẹp, xịn màu, màu hồng. Hồng rất là xinh, này lên váy lên vest đều đẹp. Ai mà thích những cái gam trẻ thì cái tông này lên cả bộ vest cộc ấy cũng rất là đẹp luôn nhá. Đấy, xong rồi trắng, trắng thì bao giờ để túi riêng này, trắng luôn luôn cho túi riêng màu trắng. Đấy, này tạm thời những cái tông này toàn tông đẹp luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, cái tạm thời như vậy. Tông lên, xong đến có màu đỏ này. Màu đỏ bắt đầu tầm này là nhiều người thích màu đỏ rồi. Thế có thiên hướng về màu đỏ nhiều. Màu này nó là dạng cỏ úa. Đây này. Cái này nó gọi là tuyệt luôn, cú mèo luôn. Hoa vô cùng đẹp luôn. Cái này chị em mình có thể mặc, ai thích xanh lá mặc được xanh lá, ai thích những cái xanh két kiểu như này mặc được. Ai thích màu đỏ, màu cam đều được hết nhé. Hoặc mặc quần trắng thì vô cùng tuyệt vời rồi. Quần trắng thì dễ mặc, những người nào mà những ai mà cái số đo nó nhỏ nhỏ như kiểu size S, size M ấy thì mặc cái này mới quần trắng. Ai thích nổi bật thì mình chọn những cái tông màu gam nóng ở trong này, như là màu xanh lá, màu xanh két, cái màu đỏ hoặc là màu cam. Kể cả mọi người có thể mặc được cái tông hồng tím được luôn nhé. Đấy, họa tiết hoa đây nữa. Họa tiết này cũng rất là đẹp luôn, sắc nét luôn. Cái này mọi người mặc cho mình chân váy màu kem, chân váy màu kem hoặc là quần suông, quần gì màu kem cũng ok. Còn lại tất cả những cái tông màu trong đây, mọi người thích cái tông màu rực rỡ mọi người có thể chọn những tông màu ở trong cái những họa tiết nổi này. Còn này gì ạ? Cái này nhá. Ai thích áo vest cũng được, mặc cái quần trắng giúp mình. Nếu như ai mặc áo vest thì mặc quần trắng giúp mình, những cái tông xanh nhẹ giúp mình. Còn đây, nếu ai thích nổi bật thì có thể mặc cái màu quần, quần màu cốm, chân váy màu cốm. Hoặc là nữa là cái này mình lên chủ đạo, cái này mình sẽ lên chân váy ạ. Chân váy mặc với chân váy hoặc là quần, quần baggy nha mọi người. Cái này chân váy hoặc quần mọi người có thể mặc với các dạng áo bên trên như mình. Tông trơn màu trắng hoặc là màu gì đó mọi người thích. Nhưng để dịu nhẹ thì những cái tông, tông nhạt, tông nhẹ, tông vàng chanh, tông cốm như pha, pha chanh một tí xíu hoặc là màu trắng rất là đẹp luôn nhá. Cái này mình về mình lên chân váy ạ. Mọi người thích mặc áo vest cũng rất ổn luôn. Áo vest nhưng hãy phối với những cái tông màu lạnh, tông nhẹ nhá. Ví dụ áo, áo hoa rực rỡ rồi thì mình phải lấy những cái tông lạnh, tông nhẹ như này. Cái màu, màu, màu cốm nhạt này chẳng hạn. Đấy, hoặc là cái màu vàng hơi bơ bơ ấy. Đấy, màu vàng bơ ấy thì là mọi người phối, hoặc là màu trắng thì nó sẽ làm nổi bật cái họa tiết này lên. Có nghĩa là mình phối những cái tông nhẹ thì nó sẽ làm cho cái hoa này trở nên nổi bật và đẹp hơn. Lụa này, satin, còn cái loại này là vải, cũng là lụa luôn, lụa ngọc trai. Satin lên váy, lụa ngọc trai lên áo. Áo dây, áo sơ mi ạ, mọi người mặc mùa này chỉ có những dòng áo sơ mi trắng rất là dễ mặc. Áo sơ mi có thể là kể cả là cổ Đức, có thể là các loại áo dây cổ đồ cổ V. Đấy, cổ đồ cổ V thì là dễ mặc áo vest nhá. Mọi người mặc áo vest mà không muốn mặc áo sơ mi thì mọi người cứ mặc cái chất lụa ngọc trai này mặc bên trong ấy. Áo dây hoặc áo cổ đồ rất là đẹp, nó đặc mặt, nó không bị lộ ạ. Mình có thể may một lớp hai lớp tùy mình, nhưng cái này may một lớp ok ạ. Nếu may hai lớp thì đỡ dính hơn nha. Bình thường mùa này ấy, mùa này thì mình mặc may áo dây mình hay may hai lớp. Hai lớp thì khi mọi người mặc bên trong nó sẽ không bị dính ấy. Còn nếu như may một lớp lụa mùa này thì nó dễ bị nổ tanh tách nhá. Nó sẽ dính. Màu đen thì lúc nào cũng là cái màu truyền thống mà mọi người may rất là nhiều rồi trong tủ đồ mọi người. Bởi vì màu đen là màu dễ phối ấy. Cho nên cái màu đen là mình đi được tất cả các loại. Ai mà đầu tiên chưa có màu đen thì mọi người may màu đen trước tiên đã. Sau đó vì nhiều màu đen rồi mọi người mới muốn chọn những cái màu khác, sắc khác để mình phối thêm.
Bởi vì nhá, màu đen mọi người có thể đi với tất cả các màu còn lại như này. Ví dụ màu này đi được, màu này đi được, tất cả màu đen đều đi được những màu khác. Màu đen đi với tất cả các màu luôn. Cho nên màu đen vẫn là màu chủ đạo và mình lấy màu đen thường rất là nhiều. Riêng nhà mình rất nhiều chất liệu màu đen, tùy kiểu dáng như nào, tùy cái mong cầu khách hàng như nào, thích mỏng, thích dày, thích suông, thích đứng thì nó sẽ là chất liệu nó đi kèm theo với cái dáng của quần, có áo vest này, của quần suông, của váy đấy, của chân váy, thì cái màu đen đấy thường thường là như vậy. Nhiều cái liên quan một lót, chất liệu lót này như này thì nhiều, có thể lót váy, lót vest thì mình dùng lót lụa, còn ví dụ như là những cái dòng lót như là lót túi chẳng hạn, túi quần thì là những dòng vải thô. Chân váy còn lót mà, những cái dạng chân váy ngắn mà mình hay mặc ấy thì cũng sử dụng lót như thường. Đây những cái dạng như này chẳng hạn. Đấy, bên trong kiểu gì thì có lót này, có lót quần, những chất liệu nó sẽ mát, nó thấm hút mồ hôi. Thì nó là dạng, những cái dạng thô, pha cốt tông nhiều, có độ dày dặn, nó thấm hút mồ hôi, mọi người mặc nó vừa thoáng mà lại vừa mát. Như này thì bắt đầu tối nay về, bây giờ mình phải đi chùa tí đã. Xong rồi là tối nay về thì mình mới soạn chi tiết và chụp một cái màu đẹp nào. Đẹp dã man luôn. Mình nhìn phát mình thấy thích luôn lập tức. Mọi người thích màu đất thì mặc cái màu đất đẹp luôn nhá. Mọi người pha với chân màu đất và cái gam như này cũng làm cho cái màu này nó trầm. Nếu ai thích tông trầm thì mình mặc màu đất. Dãi hàng ngang như này cũng mình thấy cũng đã thấy sợ. Bắt đầu mùa này mọi người nhìn cả cái cửa hàng chật cứng luôn. Sơ mi thì thiên về dài tay, bắt đầu sơ mi dài tay đủ các màu sắc, màu trắng này, màu hồng này, màu cúm này, màu rêu này, nhiều lắm, rất là nhiều màu. Bắt đầu mọi người mặc dài tay nha, bắt đầu mọi người mặc dài tay. Chất liệu thô ướt cũng vẫn là chất liệu mà nhiều người thích, màu đen. Màu đen, màu trắng này, màu hồng, màu cốm, màu rêu đây là tạo hình đang. Ngày hôm nay là chị em chủ đạo là cứ đi lễ chùa, mùng 1 đầu tháng thì như vậy, là bây giờ mình cũng đi lễ chùa đây. Màu rêu. Cái áo này là áo dáng eo xếp ly, thay cho cái áo này không sơ mi mình mặc dáng này được. Ok, đấy không?